nhưng mà vẫn rất là hy vọng là, tại vì thật ra nếu mà ở giai đoạn này mình cũng đầu tư rất là nhiều, nếu mình có, mình có đủ điều kiện mình sẽ mua nó. Đó là một cái lời nói rất là thật tâm từ mình, tại mình là một người làm từ thiện từ trước đến giờ nhiều lắm. Xin cảm ơn họ Hải Dương. Nhưng mà chị có quyền gọi điện thoại cho người thân ạ, hoặc là hỏi ý kiến khán giả cho trường quan. Và 16 tỷ 880 triệu, Thanh Huyền nghĩ là quý vị nên làm tròn nó lên thành số 17 đi. Mình sắp qua năm 2017 được chứ ạ. Anh ơi, anh cứ cười hoài, anh áo vàng mà đội cái mũ rất là dễ thương đó ạ. Hồi nãy chị mình anh chị có nói là ai mà xử được cái này thì sẽ đi ăn tối chị Bình Thư, được đi ăn tối chị Bình Thư. Tối 6 tiếng luôn đó. Mà ai mà trả thêm 20 tỷ thì chắc là mình cũng xin được đi cùng. MC là một trong 15 người đẹp nhất của Hoa Hậu Vũ nhé. Dạ. Nhưng mà quý vị hãy làm cho Thanh Huyền ấn tượng hơn, con số ấn tượng hơn dạ. Cảm ơn anh chị. Xin mời anh em kính đẹp trai. Anh định nói đẹp trai quá. Thực sự là đang tính là từ từ khi chị đeo mặt nạ chỉ làm bị sốc quá. đang hơi bị sốc. Thì anh hồi sức xong rồi anh tiếp tục lên chưa, từ từ chưa, được không? Chưa nói được. Cho mình 5 phút suy nghĩ. Dạ. Em nghĩ là lên con số 17 tỷ đi anh ạ. Để ngày hôm nay sẽ là một ngày em sẽ không bao giờ quên ạ. Vâng, có lẽ là ngày hôm nay sẽ là một ngày không bao giờ quên cho cuộc đời của những du học sinh. Mười bảy tỷ anh nhé. 17 tỷ nha. 17 tỷ. Đúng là một lời của Hoa Hậu nói là đánh giá ngàn vàng là vậy giờ mới hiểu. Thôi mình đi xuống luôn đi. Dạ cho em xin anh chia sẻ một tí thông tin về mình. Mình tên Thông, mình cũng kinh doanh tự do từ trước đến giờ, mình cũng không khỏi chủ doanh nghiệp nào khác ấy. Nên cũng không biết giới thiệu thế nào. Có vẻ là anh ấy đang mắc cỡ không? Bây giờ thay lời cảm ơn anh, có thể cho em ôm anh một cái được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Và xin được mời tất cả các quý mạng thường quân chúng ta hãy cùng ra giá và trả giá cao hơn. Và con số thời điểm hiện nay là 17 tỷ đồng dành cho Sương Sim 0989999999, một số sim vô cùng đẹp và vô cùng đặc biệt. Em xin được mời tất cả quý anh chị chúng ta, trước tiên là chúng ta do bạn ra giá để ra hiệu. Và 17 tỷ lần thứ nhất. Hoàng Phương 18 tỷ. Em xin được mời anh ạ. Giá bây
bây giờ là 18 thì anh có trả giá cao hơn để có quyền sở hữu xin này không ạ? À? Ngọc Trinh sẽ sống ôm lần thứ hai. Kèm theo Quỳnh Thư nữa. Em nghĩ là tất cả mọi người ở đây luôn. 18 tỷ dành cho siêu sim 0989999999. Kính thưa quý vị, buổi đấu giá ngày hôm nay là một buổi đấu giá vô cùng minh bạch bởi vì có sự chứng kiến của Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của tất cả quý vị trong ngày hôm nay, và một phần tiền của buổi đấu giá sẽ được dành ra để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân miền Trung của chúng ta sau lũ. Và chắc chắn rằng tất cả quý vị anh chị trong ngày hôm nay cũng là những mạnh thường quân, những người luôn có những hoạt động từ thiện tích cực. Vậy thì không có nghĩa lý gì mà chúng ta không tiếp tục ra giá để có thể có một mức giá cao hơn, ủng hộ được nhiều người hơn, đúng không ạ? Em xin mời anh Thông ạ. Dạ, xin mời. 18 tỷ lần thứ nhất. Lần thứ hai. Em thấy anh hơi chuẩn mình. Anh mặc áo xám đen, anh chuẩn bị ra giá không? Một 868 cũng là một con số rất là đẹp. Chuẩn là 18 tỷ 860 triệu là quá đẹp. Mà đẹp hơn là 19 tỷ. Có người đẹp nào ngày hôm nay mà làm cho tất cả mọi người chúng ta bị sốc không ạ? Anh không ạ? Em xì dễ thương quá. Cái đồng hồ của anh màu trắng mà có cái điện thoại của Ngọc Tinh xài rất là quá đẹp, quá hợp. Khi nào mà luôn anh. Số điện thoại thì em thuộc là về em sẽ gọi cho anh liền. Và 18 tỷ lần thứ nhất. Sorry sir, you want to be for the super team? You talk to Joe, that's why I'm asking you. Yeah. Và 18 tỷ đồng dành cho siêu sim 0989999999 lần thứ hai. Kính thưa quý vị, với số điện thoại này thì là một số điện thoại rất may mắn và chúng ta rất là thích hợp để có thể làm số hotline tổng đài hoặc là làm số làm ăn cá nhân, đúng không quý vị? Và chắc chắn là trong quá trình chúng ta giao dịch làm ăn và sử dụng số điện thoại thì sẽ mang lại rất là nhiều may mắn, bởi vì nó có ý nghĩa là trường phát vĩnh cửu. Dùng số điện thoại này chỉ cần nhà máy rồi họ sẽ gọi lại. Và cho thêm việc hỏi là Ngọc Trinh, nếu mà đã giữ bản quyền sở hữu này cho một vị khách nào thắng cuộc ngày hôm nay thì Ngọc Trinh có thấy tiếc không? Tất nhiên là Trinh không tiếc, vì đây là một cái việc làm ý nghĩa để là giúp mình chung, nên Trinh không có gì phải tiếc cả. Mình bị tiếc khách. Tại số quá đẹp nên là mình tiếc. Anh Thông suy nghĩ chưa ạ? Suy nghĩ xong chưa ạ? Trinh có vẻ đấy hay không quá. Tại nhìn mặt ảnh bị khớp rất là nhìn hết luôn. Anh đâu có khớp đâu, anh đang suy nghĩ, anh chuẩn bị ra giá bây giờ đó. Anh Thông. Dạ. Em xin mời anh. À, mất cỡ. Bây giờ mình ra một cái giá có thể là chênh lệch không nhiều, nhưng mà mình có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, thì tại sao không? Có không anh? Anh Thông đừng nói không. 18 tỷ thì 17 tỷ tiền mặt thì có, chứ hơn 18 tỷ phải trả góp rồi. Dạ. Sẵn sàng mà, sẵn sàng anh. Dạ, anh Tiệp nói sẵn sàng. Không phải của anh thì cứ bảo đi. 17 tỷ tiền mặt ở vô ngân hàng, xong rồi chuyển thêm. Một 3 năm sau em sẽ hỗ trợ anh thay vào lại. Mua xịp trả góp. Anh dùng nửa năm anh để cho đấy à, dùng nửa năm.
Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng relax và chúng ta hãy cùng suy nghĩ để trả mức giá cao hơn dành cho siêu sinh ngày hôm nay. Và nếu những quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu được đấu giá nhưng không có mặt tại buổi hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng Marco gọi điện thoại để có thể thay mặt đấu giá như vậy. Xin mời chị Hải Dương ạ. Thấy chị làm hồi nãy giờ chắc chắn là chị chuẩn bị ra giá rồi phải không ạ? Đúng là nếu mà có mà mua sim càng hấp thì chị cũng cố gắng. Cái này để em hỏi lại chính cái gì này. Em mời anh Quang ạ. Anh Quang quay em chăm chú á. Anh xin nghỉ phải không anh? Dạ. Tức là anh sẽ chuẩn bị ra một cái mức giá để có quyền sở hữu siêu sim này phải không anh? Không, anh xin nhường lại. Tại vì khả năng anh không đến. Lúc anh Quang đấu giá là đấu giá bao nhiêu, một số bao nhiêu? Anh Quang đấu giá là một con số là... Anh là anh Quang nhắc lại cho em mà cái số nó cao hơn 9 tỷ 9 không? Đúng rồi, 9 tỷ 9. Dạ, 39 tỷ. Cái đó em nói cộng chứ. Dạ, xin cảm ơn anh vì sự hiện diện của anh ngày hôm nay. Và nếu như mà anh có bạn bè hoặc người thân nào mà muốn sở hữu siêu sim này thì mọi người thì chúng ta hãy tiếp tục liên lạc để có thể ra giá khác cao hơn, được không ạ? Tôi thì rất mong là quý vị chúng ta hãy cùng chung tay thì những nghĩa cử cao đẹp và sẽ cùng đồng hành tới Ngọc Trinh trong những chuyến từ thiện tiếp theo về miền Trung và những nơi có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức rất mong cái cuộc đấu giá ngày hôm nay cái sim này sẽ trở thành con số kỷ lục của thế giới và cái sim mắc nhất, cao nhất và đẹp nhất. Tức là chúng ta sẽ famous worldwide, nổi tiếng thế giới đúng không ạ? Bởi vì đây là một sim mà có giá trị là đắt nhất thế giới hiện nay đúng không ạ? Vâng, và 18 tỷ đồng lần thứ nhất. 18 tỷ đồng lần thứ hai. À, anh nói dàn đội ngũ nè, anh chuẩn bị ra giá để làm gì đó nè. Cho mày bữa kia thôi. Lần đầu tiên được gặp với tôi rất là... Và một chiếc điện thoại rất là đẹp và Ngọc Trinh sẽ sẵn sàng tặng lại chiếc điện thoại này dành cho ai có một ba la là người sở hữu. Anh Thông mà cảnh này quá hợp luôn. Em xuống nhận anh là quyền lưu đi các quốc xuống. Vâng, xin được mời anh Thông. Chúng ta thử ra một con số nào mà mình có thể hết cho con số đó và em xin mời anh. Bởi vì sim 0989999999 hiện nay trên thị trường đã được định giá là 20 tỷ đồng. Vì thế mình rất mong là chúng ta sẽ có thể vượt được con số này. Rất là dễ thương cái điện thoại. Anh Thông ơi, anh Tú. Tú nhắc lần thứ 5 này nha. Và xin công bố là 18 tỷ lần thứ nhất. Anh Tú muốn suy nghĩ lại không ạ? Anh đấu giá không ai hỗ trợ. Đây. Không, đây. Đây. Anh có thể hỏi tiếng khán giả trong trường quay như ai mà hùng vô hùng vô cũng được ạ. À, em nghĩ là giờ cái anh Trung Cao nói gì để cho anh không bình chốt. Em xin được hỏi anh là một người đã sở hữu rất nhiều sim điện thoại trên thị trường nhưng xe đẹp mà có số điện thoại đẹp nữa thì quá chuẩn. Như vậy thì anh không một lời nào muốn nói. Anh mà sở hữu cái sim này anh sẽ trẻ hơn 9 tuổi. 9 tuổi. Bà chủ của tòa nhà AB. Tôi chứng dân bà 29 tuổi. Tôi xin chia sẻ với các bác định của tôi là chốt là có Thông và một cặp vợ chồng Huyền Bế. Hai người thì theo tôi trước khi đến đấu giá cho sim này tôi cũng được kiếm rồi. Thì sức tôi chỉ có 15 tỷ thôi. Nhưng mà số sim này thật là có tiếng. Có tiếng đó, có tiếng khắp thế giới.
bạn sẽ là công dân toàn cầu luôn, công dân quốc tế luôn, kinh khủng luôn, hoàn trả luôn xong rồi. Nói chung đó là anh đến đây chỉ có 15 tỷ để đóng góp cho quỹ từ thiện. Và các bạn cũng xin công bố một thông tin, đó là nếu như quý vị nào chúng ta không tham gia đấu giá và ra giá, chúng ta cũng vẫn có thể ủng hộ cho quỹ từ thiện bằng việc là chúng ta có thể đóng góp một số tiền để vào để làm chúng ta làm cho quỹ chúng ta ngày càng lớn mạnh và ủng hộ cho được nhiều người hơn. Em cũng chia sẻ luôn á là anh Trung Cao là rất ít khi anh động viên anh, mà anh động viên anh Thông hết lòng hết dạ như vậy mà để cho nếu mà đàn ông ở đây á là mình sẽ cảm thấy là giờ anh Thông là đại diện cho phái mạnh rồi. Mà nếu bây giờ mà anh Thông mình không phát một cái giá nữa, rồi anh Trung đã lên tiếng rồi như vậy thì bao nhiêu người đàn ông ở đây sẽ cảm thấy bị tổn thương. Cho nên em nghĩ là nhích lên tí đi anh. Một xíu anh. Nhích lên tí đi anh. Cảm ơn anh Trung đã chia sẻ những lời khuyên rất là ý nghĩa. Em đứng tay à? Em đứng tay anh. Thật là cũng khá là căng thẳng. cái giờ phút cuối cũng còn có hai người không biết thế nào. Nhích một tí thôi ạ. Xin mời anh Thông một mặt mình chân nghĩ là rất mạnh chân yêu. Anh dám nghĩ không nghĩ là anh không dám lên đây là hai đứa mình chân yêu. Nhìn hẳn là anh không tham gia với lên trên rồi đó. Đứng đây anh đỡ áp lực hơn như là anh. Dạ. Quá ngại quá. Anh ơi có hai cô áo đen rồi. Thêm một bộ áo đen nữa rồi hót. Anh Hồng lịch sử sẽ ghi tên anh luôn anh. Lên một tí à. Chắc là mời Lê Hà xuống cho em. Mọi người vỗ tay cho anh Thông một tràng nữa mà. Mình xin trả 18 tỷ 100. Sẽ bóng qua sẽ giúp đỡ rất nhiều, 100 triệu. Và xin mời tất cả các mạnh thường quân và quý doanh nhân tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục ra giá và hãy giành quyền sở hữu siêu sim về cho mình. Và theo mình thấy là trong buổi ngày hôm nay thì còn có sự hiện diện của anh Phan Thành, là một doanh nhân trẻ tuổi rất thành công, và nãy giờ thấy anh ngồi im quá, không biết là anh muốn ra giá để cho người sở hữu sim sim này về không ạ? Và giá hiện nay là 18 tỷ 100 triệu. Số hơi lùi, số đẹp là 19 hoặc là 189 gì đó thì nó mới đẹp. Thật ra thì 18 tỷ 100 triệu là con số rất là khủng cho sim. Dạ. Thì ra những người mua và lại rất là có thể thấy thì mình cứ nhìn như người ta chứ không phải là chạy những người ta hay người đúng không em? Đúng. Tại sao mình cũng có thành lý giống như người ta. Bây giờ không phải người ta trả được lợi nhuận thì có thành lý rồi thôi, thì chỉ là con số có một con số quá khủng rồi thì chắc là thôi nên dừng lại cho. Nhưng mà nãy giờ em đâu thấy anh ra giá đâu, xanh lại anh nhường. Nãy giờ anh ra giá mà anh không chịu nữa thì anh nói anh nhường. Vậy bây giờ anh đừng nhường nữa đi. Thôi anh nhường nữa đi. 18 tỷ 100 triệu lần thứ nhất. Mời anh. Và xin mời tất cả các quý mạnh thường quân ở đây, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và chúng ta hãy trả giá cao hơn và đừng muốn mất cơ hội này trong tay, phải không quý vị? Chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tiền, có thể dùng số điện thoại này mang lại rất nhiều may mắn, nhưng mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể là có cơ hội được sở hữu một siêu sim như thế này đâu ạ. Ngọc Trinh tặng luôn cái bóp này này. Mười tám tỷ 100 triệu lần thứ nhất.
Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy tiếp tục ra giá. 18 tỷ 100 triệu lần thứ 2. Em thấy là Chiếu Hồng còn vẫn còn đang suy nghĩ. Có anh Trung Cao, có anh Phan Thành. Thì ngày hôm nay đại diện của Khá Mạnh là mình đã cảm thấy là quá vinh dự rồi. Và có anh Thông nữa, thì coi như là ở đây là 3 chọi 1. Em nghĩ là nếu được mình lập công ty cổ phần đi chung. Mời Phan Thành với lại mời cả anh Thông vô luôn. Cho anh vô nữa. Em sẽ được mời anh Thông ạ. Dạ anh cứ suy nghĩ đi ạ. Mình đi đâu dám, mình đừng lắc đầu. Con số hiện nay là 18 tỷ 688 triệu. Tôi hy vọng rằng quý vị chúng ta hãy cùng trả giá cao hơn để giành quyền sở hữu sim này về cho bản thân mình. Và đây là một sim số đẹp nhất và nhất tại Việt Nam hiện nay rồi. Và chắc chắn là sẽ không còn một số điện thoại nào mà có thể đẹp hơn số điện thoại này đâu ạ. Xin mời những công nhân rất là xinh đẹp ngày hôm nay có thể gọi điện thoại về cho người thân và hỏi là công quân của mình là anh ơi, anh có muốn em mua cho anh cái sim này không? Trong năm mới thì mình xài sim mới, số mới. Vâng, và 18 tỷ 688 triệu lần thứ nhất. 18 tỷ 688 triệu lần thứ hai. 18 tỷ 688 triệu lần thứ ba. À, em thấy anh mới nhìn em là anh không ơi, không anh trả giá cao hơn không anh? Là bao nhiêu benefits, bao nhiêu là lợi ích là có một chiếc điện thoại photo màu trắng rất là dễ thương, có thể để dùng hoặc tặng lại cho bạn gái. Chắc phải để cho Thông anh nói. Hồi nãy em nói nếu mà anh đấu thắng lên được cái máy photo cho bạn gái thì anh có một vợ một con rồi. Tặng cho anh đi. Vậy thì anh tặng sim này cho vợ, và tặng điện thoại thì cho con anh chơi điện tử của vợ. Kiểu đó thì chết luôn. Em xin mời anh tiếp tục ra giá ạ. Anh có trả giá cao hơn để giành quyền sở hữu sim này về cho mình không anh? 18 tỷ 688 anh làm chồng trả góp được anh tiền nó. Chắc cái này bỏ tay rồi. Bó tay, chứ bó không bó. Cảm ơn. Và xin mời tất cả các mạnh thường quân và anh Quang. Quang có suy nghĩ lại không ạ? Anh Huy, anh Tốn nhắc tên chịu mới đi đâu mất tiền. Chúng ta hãy cùng tiếp tục ra giá đi ạ. Để cho cái sim cho mình là chúng ta thuộc về nhau. Vâng, và 18 tỷ 688 triệu lần thứ nhất. 18 tỷ 688 triệu lần thứ hai dành cho siêu sim 0989 999 999.
688 triệu lần thứ 3. Tinh ơi, Tinh là chủ nhân cho nên là thật ra nhìn cái khuôn mặt của Ngọc Trinh đang tỏa hào quang rất lớn, nên ai sở hữu cái sim này hào quang cũng cho mọi người ở đây thì cũng đang nhắm về anh Thân nhưng mà cũng không muốn ép ảnh nữa, tại vì nhìn bằng ảnh cũng rất là tỏ gật đầu kìa. Tại vì chị nói là chị luôn gửi ba sách đánh lên anh, bây giờ anh nói anh đang trả ra giá một con số khác đúng không chị? Để không? Tức là chị đã bay về một mảnh như vậy thì em chia sẻ một chút xíu về chị đi chị, tại vì mọi người đều rất là quan tâm. Chị nghĩ là cái sim này có một đại gia nào mà đàn ông con trai mà vững mạnh lên một chút thì chị vẫn là bên cạnh. Một câu nói không bao giờ không đủ. Chị vẫn là bên cạnh. Cái sim này sẽ tặng cho người đấy và chị sẵn sàng đưa giá lên trên 20 tỷ. Chị sẵn sàng đưa giá lên 20 tỷ thì quý vị chúng ta hãy chị dành cái quyền này cho những người mà sẽ đứng ra trả giá và chị sẽ hỗ trợ và không sử dụng là cái sim này mà dành cho cái người đấy. Wow, cái này mới là cái sốc nè, cái này mới là cái sốc, nghĩa là chị đây mặt nạ sẽ trả một cái giá cao nhất có thể, nhưng mà cái sim này sẽ được tặng cho cái người trả giá cao nhất thứ hai, có nghĩa người trả giá cao thứ hai, ví dụ như anh Thông trả 20 tỷ thì anh Thông không cần trả 20 tỷ mà vẫn được cái sim, đúng không chị? Nhưng mà nó phải vượt trên 20 tỷ. Trên 20 tỷ và mình khi mà đến đây thì mình cũng nghĩ là cái sim này là ở cái giá 20 tỷ 888 triệu. Và đã là con số mà con số mình nghĩ là cũng tương đối đẹp và chưa đẹp gì với mình đâu. Và cái người mà có tay đi mọi người, cái người mà đến giá được cái sim này hay là dưới mình một chút hoặc là cùng tham gia với mình thì mình cũng tặng cho cái người đấy cái sim này và mình sẽ ân cảm hỗ trợ. Ví dụ như anh Thông có 15 tỷ chẳng hạn thì chúng ta sẽ cố gắng đưa cái sim này lên giá cao hơn là vượt qua 20 tỷ và tất cả những số còn lại mình sẽ hỗ trợ bên cạnh anh Thông và anh Thông sẽ được quyền sử dụng cái sim này. Ngoài ra thì mình sẽ còn có cái chiến dịch khác đối với Ngọc Trinh trong cái năm 2017 nữa, không phải là cái giá của cái sim cao nhất mà có một chương trình rất lớn đối với Ngọc Trinh. Và hôm nay mình đã được đó là một bất ngờ đến cho Ngọc Trinh. Vâng, và em xin rất cảm ơn chị và hy vọng rằng sẽ có mặt của cô là chúng ta ra giá cao hơn, bởi vì sẽ là người mà được sở hữu sim này luôn ạ. Tức là chị muốn đến đây ngày hôm nay để có thể dành tấm lòng của mình và ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn trên đất nước Việt Nam. Anh Thông ơi. Xin mời các bạn thường quân tham gia ngày hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ ạ.